Cái này là earring hả? Yeah. Is it my ring? Đây là nhẫn của mẹ. No, mà. It's not. It's earrings. But you don't have a hole. No, it's earrings. I have a hole. No. It's earrings. Are you pretending? If we walk to the coffee shop and it drop up, you must be careful. If so, do you want to make you a hold? Yeah, I'm gonna go get my nails. Thôi, lấy chiếc nhẫn của tôi làm đôi bông á mọi người. So she loves to have an earring now. She ready for this. She used my ring to put in her ear. Lucia thấy Vivian sáng nay lấy diện lên để dress up ha. Rồi đeo đôi bông lên mà đâu có cái lỗ tai đâu mà đeo đôi bông.